Đây nào quý vị, 8 giờ sáng mùng 3 Tết. Đây, trên phòng của Tony Lê nhìn xuống nguyên cái cảnh của bến Ninh Kiều. À, khách sạn của Tony Lê ở là đối diện với bến Ninh Kiều nha quý vị. Bây giờ Tony Lê sẽ review từ trên phòng xuống đây nè đó. Có khung cảnh từ trên phòng nhìn xuống nè. Và sau đó Tony Lê sẽ đi xuống mặt đất để review cận cảnh cho quý vị xem chơi cho vui nha. À, công tử Trà Vinh đã có mặt ở bến Ninh Kiều. Ninh Kiều gạo trắng nước trong. Ai đi đến nỗi lòng không muốn về. Right there. Right there. Cuối cùng thì Tony Lê cũng đã có mặt ở bến Ninh Kiều nha. Đã nói rồi, dân chơi là phải chơi tới bến Ninh Kiều. Một là không chơi, hai là phải chơi thì phải chơi tới bến Ninh Kiều. Chơi tới gọi là tới đỉnh đó quý vị nha. Nhưng lời thơ đầy đó. Rồi ôi lắm thôi.
bánh đi em ơi. Anh đứng lại cái nô nghiêu lên cho em đây. Cái gì? Nô nghiêu em hấp nó rồi. Mình nghiêu lại để em múc hả? Diễm kêu ba qua nói chú Tony kêu qua ăn qua nhậu. Nói chú Tony kêu qua ăn, nói vậy đó. À bông đẹp quá hả? Bông này nè. Ủa mà sao cái này nó nhỏ xíu giống như baby dễ ngộ vậy, hay là mai mốt nó mới mở nở nó bự? Cái này là cúc nhỏ. À vậy à, cái loại này dạ. Loại nhỏ hả? Dạ. Hôm nay cái này gọi là gì? Tiệc tất niên hả? Tất niên tức là tiễn đưa năm 2023 đó hả? Đúng rồi. À, trời ơi, đón rồi đưa trời cái gì một năm cả chục lần vậy chịu sao nổi? Không, năm hả? Ừ. Năm có lần đó. Lần mình thấy đủ mệt rồi. Đón rồi đưa, đưa rồi đón. Em đang dọn cái trà đắm. Sao á, bị nó bảo là nhà. Nó đứng múc rồi nha. Đúng không? Năm đón rồi đưa, đưa rồi đón. À. Thiên qua đi. À. Bưng hai cái đĩa thịt trước kìa. Không, hồng hồng ẩm cái nó khóc. Nó không cho bồng. Lạ quá. À. Thơm gì chứ? Đừng ngại thơm nhưng mà nó Sai.
Kỳ vậy, ai đụng nữa vậy? Trời vậy ơi. Đụng nữa. Bấm mẫu qua. Nhiều hơn người quay đó. Yeah.